Hello, xin chào các fly. Có lẽ nhiều bạn lúc bé đã là fan cứng của 7 viên bi rồng, nhưng đến thời điểm hiện tại, ngay cả fan cũ lẫn mới đều khá bị rối với hàng đống phiên bản khác nhau, cả đống movie rồi phép mét rồi kịch bản mua bản quyền từ tác giả vân vân mây mây tùm lum các loại. Ở trong đó lại có vô vàn dòng thời gian cùng đa vũ trụ rồi hàng tỷ nhân vật khác nhau nữa. Hôm nay bay sẽ liệt kê các movie theo dòng thời gian cho các bạn tham khảo. Hãy tìm phim trên web để xem nếu như những phần này bạn chưa có xem nha. 1. Dragon Ball. Vâng, đây chính là câu chuyện gốc của chúng ta. Phần anime của Dragon Ball kéo dài từ lúc Goku xuất hiện cho đến khi giết chết đại ma vương Piccolo thì cậu vẫn lùng y như cũ. Thế lực lớn nhất phim là Ri băng đỏ cũng bị Goku đánh cho tan nát. Thế mạnh của phần này là sự hài hước ngây ngô đến từ thằng cu ngây thơ kèm với không ít ngáo ngơ, lại còn bonus thêm không ít cả 18 cộng khiến ông cầu rồ phải xịt cả mấy lít máu mũi lên đầu người thằng vô hình. Nếu như Vegeta có xem lại được phần này, hiển nhiên anh ta phải giết thằng Goku hàng trăm lần liền mới hả giận. Chà, Goku ngây thơ đã làm khá nhiều điều khủng khiếp đối với Bulma vợ ảnh. Ở phần Dragon Ball này có đến 4 movie đi kèm trước khi Goku thật sự cao lên và cưới vợ đấy. 2. Movie lời nguyền của những viên huyết ngọc Cursor Blood Rubies. Đây là một hành trình tìm ngọc của nhóm Bulma Goku Yamcha. Tuy nhiên nó thuộc thế giới song song nên hành trình có khác đi một tí. Thay vì sẽ gặp đám hoàng đế Philas giành ngọc thì ở đây họ sẽ tiến đến một vương quốc lạ để cướp ngọc rồng. Tên vua ở đó là Gurumes, thích sưu tầm những viên huyết ngọc ở vùng đất này, khiến cho dân càng ngày càng đói khổ. Có càng nhiều huyết ngọc, tên vua lại càng ăn nhiều khi hắn to và dì hợm giống như quái vật. Hắn đã có sẵn 6 viên ngọc rồng rồi, chỉ cần một viên của nhóm Goku nữa là có thể ước điều ước của mình với sức mạnh cực đại. Cứ thế mà bút thôi, bọn Goku hoàn toàn không có tuổi để chống trả. 3. Movie Công chúa ngủ trong lâu đài quỷ, Sleeping Princess in Devil Castle. Phim này diễn ra vào thời điểm Goku và Krillin đang xin theo học võ ở chỗ Kurua, thuộc một thế giới song song khác. Kurua ra nhiệm vụ cho hai thằng tiến về một nơi xa về phía Tây. Ở đó có 5 ngọn núi đứng mang tên là Bàn Tay của Quỷ. Trong lâu đài ở đó có một nàng công chúa huyền thoại và xinh đẹp, đặc biệt là tâm hồn to bự. Ai mang công chúa ngủ trong rừng đem về đây cho thầy thì thầy nhận thằng đó làm đệ tử. Thầy ông nội Seth, họ đã đến đó cùng nhau chiến đấu với những con quỷ. Nhưng rồi họ đem lộn bé lau tướng cướp về chứ không phải là công chúa gì cả. Cái con bé mà mỗi lần hắc xì là hỏa siêu siyan bắn thấy cha thầy trò nhà này đấy. 4. Movie của phiêu lưu huyền bí Mythical Adventure. Đây lại thuộc một thế giới song song khác. Vẫn các nhân vật đó, nhưng vai trò của những nhân vật đó rối tình rối mù lên. Khi Goku và Krillin kết thúc khóa học với thầy ông nội, thì họ được thông báo về giải đấu võ thuật thế giới tổ chức ở vương quốc Mifan. Vua của vương quốc này chính là Chiaosu. Anh ta đã bị mất con vợ của mình, chính là con búp bê Rang Rang, nên đang xuất võ đi tìm. Thằng này nó quy bù thế không biết. Ngay bộ trưởng thần cò đã ra lệnh cho hoàng đế Philas tạo ra radar toàn cầu tìm vị trí của 7 viên ngọc rồng. Ý là dùng ngọc rồng để gọi con rồng lên, rồi để con rồng xác định vị trí của con búp bê rồi sau đó đi tìm con búp bê đó mà. Wow, thiệt là quá sức kền càng. Rốt cuộc, như bản gốc, thì ngài tướng quân tàu bài bãi đã đánh thấy cù Goku. Ngay cả thần mèo Corin cũng không độ được như là bản gốc. Cớ mà ông chú tàu bài bãi đã bị con bé Arali siêu cấp vô địch chọi đá vào đầu. 5. Movie Con đường quyền lực, The Path to Power. Đây là một bộ phim kỷ niệm thương hiệu 10 năm Dragon Ball. Hành trình tìm ngọc của Bulma là diễn ra từ tập 1, sau đó là đi đánh bay Ri băng đỏ. Nhưng lần đánh sập băng này lại có sự giúp đỡ của ông thần rùa với đòn siêu cấp Kamehameha chữ danh. Rốt cuộc, ổng bị bọn siêu mạnh túm cổ đi tù. Ê, chuyện bắt đầu gây tò mò, thì bay còn phải qua phim tiếp theo cho kịp chứ hết giờ. 6. Phim Dragon Ball Z. Như các bạn đã biết thì phần này thuộc dòng chính bộ truyện gắn liền với tuổi thơ nhiều người. Goku đã lớn lên. Chà, kiểu thay vì phim võ hiệp chua rèn ngoại công tung hàng trăm cú đấm hàng tỷ cú đá trong một giây như xưa, thì giờ đây phim đã tiến hóa lên hàng tiên hiệp với Goku cùng khả năng thoát thai hoán cốt. Mọi thứ ăn thua nhau bằng thể thuật cực mạnh hay nội lực cường đại. Những cú đấm cú đá giờ đây cũng còn giá trị đấy, nhưng phần lớn cũng chỉ để làm màu là chính.
dưới sức mạnh cực đại thì mọi chiêu trò đều trở thành rác rưởi. Đấy, các thần đồng võ học năm xưa như cụ rùa, thần mèo hoặc Karin nghe tên thằng bư béo phát là xón đá ra quần ngay. Mà thằng mập ấy nào có biết võ công nó tròn nó méo thế nào đâu. Dù cho là vậy, phần phim này lại là series ghi dấu ấn lớn nhất cho toàn bộ dòng phim Dragon Ball. Đa phần mọi người đều hồi hộp trong từng tập phim khi đồ rồng chiến đấu với Kadix, hoàng tử Saiyan, Frieza đại đế, Sen bọ hung đẹp trai và Ma Bư bất tử. Đấy là ngày xưa thôi, chứ giờ trên mạng nó chiếu full rồi, coi phát là cả lèo full phim, mất cảm giác chờ từng tập. Lỡ có hết thật thì bật YouTube ra nghe bay phân tích xàm tiếp. Tiếp theo đó là 15 movie ăn theo cái anime này, choáng ngợp chưa nào. 7. Movie vùng đất chết tiệt, Dead Zone. Đây là câu chuyện xảy ra sau khi Goku hạ Piccolo lần đầu tại giải đấu võ thuật thế giới. Piccolo đang luyện tập Hăngsay ở một nơi hoang vu, thì có một đám đến chùm ba vô đầu rồi đánh thấy cha anh luôn. Sau khi chúng nghĩ đã đánh chết anh rồi, bèn bỏ đi. Thì ra hắn chính là Garlic Gia, một tái sinh của Garlic, một gã Namek từng giành ghế thượng đế năm xưa, nhưng thất bại dưới tay Kami, rồi bị Kami đời trước phong ấn. Nay hắn muốn giết Piccolo để Kami cùng chết. Sau đó hắn đi thu thập 7 viên ngọc rồng rồi ước cho mình một điều ước bất tử. Nào có ngờ đâu, Piccolo thượng đế Son Goku ù vô nhà thằng này dùng kỹ năng thủ khiếp 3 đánh 1 không chột cũng què khiến hắn dập mặt. Hắn không chịu thua, liền hóa quái vật đánh cho 3 thằng, đứa què đứa chột. Nhưng rồi sau đó, Goku và Piccolo đã ra độc chiêu lột đồ quăng ra đất, bộc lộ sức mạnh thuần khiết của mình làm thằng kia mù mắt. Nhưng không bạn ơi, bạn quên tựa đề phim là Dead Zone và thằng này đã ước điều ước bất tử à. 8. Movie thằng người mạnh nhất quả đất, The World Strongest. Đây là một tập thuộc thế giới song song, vì áo của Goku lúc này phía trước có biểu tượng của Quy Môn Phái, còn sau lưng là logo của thần vũ trụ. Đây là thời điểm hạ được Vegeta và trên đường tiến đến Namek. Nhưng không, ở đây Piccolo vẫn còn sống nên chẳng ai cần phải đi quẩy Namek làm gì cả. Vegeta có khi đã chết từ trước đó rồi. Đây là một thế giới song song kia mà. Câu chuyện bắt đầu thằng Việt, thằng heo O Long rủ thằng Gohan đi tìm ngọc rồng với mong muốn ước ra được cái quần xì mới hơn về đội. Chứ cái quần xì nó ước ra lần trước hơi cũ rồi, lại còn hôi nữa. Thế nhưng không có kịp, một ông tiến sĩ Cochin nào đó đã thu thập đủ ngọc và ước trước rồi. Cùng với điều ước của ông ta, một số đại họa thế giới đã xảy ra. Các robot sinh học xuất hiện khắp mọi nơi, bắt cả Piccolo, thần rùa, Bulma các kiểu đem về rửa não, biến họ thành phe của mình. Mưu đồ lớn hơn cả là ăn cắp xác thịt của Goku để đổi cái não khác thông minh hơn vào. Goku đã đi solo tới căn cứ của ông tiến sĩ để cứu mọi người ra. Liệu ai ở trái đất có thể chống lại được một gã người hoành tinh Saiyan dũng mãnh chứ? 9. Movie cái cây sức mạnh, The Tree of Might. Cái movie này như các movie khác lại tiếp tục là một dòng thời gian song song khác. Đoạn thời gian này tính theo vũ trụ chính thì sau khi Goku đã đến Namek và trước khi đánh Frieza. Tuy nhiên ở trong dòng thời gian này thì tất cả mọi người đều đang ở trái đất như không có chuyện Namek xảy ra. Ở tập này thì một đám người Saiyan đã thả phi thuyền xuống trái đất làm cháy rừng. Ở ngay nơi đó, chúng đã trồng một hạt giống mang tên là cái cây sức mạnh. Cái cây này sẽ hút sạch sẽ sinh lực của mọi thứ trên hành tinh này. Và khi bọn Saiyan ăn cái thứ quả đó thì chúng cũng sẽ trở nên cực mạnh. Đội chiến binh rồng được thằng Bắc Keo báo tin nên không thể bỏ qua rồi, bèn về hú quân đi chiến với đám Saiyan đó. Trong tập này chúng ta được gặp Tuto, một chiến binh Saiyan có ngoại hình tương tự Goku. Và Gohan có thêm một người bạn là con rồng Icarus. Nhưng mẹ cậu không cho nuôi vì bà không thích nuôi chó trong nhà, chúng hay ỉa bậy lắm. 10. Movie Vua Ốc Sên, Lazarus. Đây có lẽ là mốc thời gian nối tiếp movie trước đó, khi con rồng Icarus nó vẫn còn chơi với thằng Gohan. Lần này có một hành tinh lạ muốn đâm vào trái đất, khiến đám siêu nhân trái đất lao ra ngăn cản. Không ngờ có một con tàu bay ra từ hành tinh đó và xâm chiếm luôn trái đất. Nó muốn cải tạo hành tinh này thành một nơi băng giá cho chúng sống, rồi biến trái đất thành một cái phi thuyền để tiếp tục cuộc chinh phục vũ trụ. Boss lần này là Lazarus, một thằng người Namek có số phận tương tự như Piccolo, may mắn được gửi đến hành tinh khác trước khi dân tộc bị diệt chủng. Nhưng thằng này thuần ác từ bé nên đã trở thành siêu Namek từ sớm, sức mạnh còn lớn hơn cả Frieza. Vào lúc này, Goku vẫn chưa có cách nào hóa siêu Saiyan. Không chỉ mạnh như vậy thôi, gã Lazarus còn khám phá ra ngọc rồng của trái đất, rồi thu gom, sau đó ước cho mình một cái tuổi trẻ vĩnh cửu. Goku làm sao mà chống?
Ở tập này, Goku tạo ra một dạng mới mang tên là giả Siêu Saiyan. Tuy nhiên, cũng ăn đòn mập dập à. 11. Bản TV Special Dragon Ball Z, ba đốc cha đẻ của Goku. Phần này là một ngoại truyện nói về thân phận của Goku năm xưa. Ngay từ đầu, Goku đã được chuẩn bị để gửi đến trái đất để tàn phá cái hành tinh này. Còn đám tay chân của Frieza thì ngày càng lo ngại về sức mạnh tăng dần của bọn Saiyan, nên báo cáo lại cho gã chúa tể. Gã chúa tể gật gù đồng ý, phải phá hủy nó thôi. Dù cho mất bọn Saiyan thì cũng mất khá lớn lực lượng đấy. Nhưng cứ để như vậy về sau thì có ngày chúng nó đấm vào mồm mình. Khoảng thời gian này, ba đốc đang cùng đồng đội chinh phục một hành tinh khác thì bị một thằng chiến binh cuối cùng bên đó chặt một phát vào gáy, mạnh đến độ anh ta có thể nhìn thấy được tương lai. Ba đốc đã nhìn thấy số phận của hành tinh Saiyan và số phận của thằng con mình sau này. Anh ta từ chối tin vào điều đó và ăn một cái kết đắng lòng từ đám tay chân của gã chúa tể. Sau đó, ba đốc nửa sống nửa chết chạy về hành tinh Vegeta để báo tin, nhưng không thằng nào tin anh cả. Rốt cuộc, thời khắc hủy diệt đã tới. Anh ta đã ra tay giết khá nhiều đàn em tay chân Frieza, nhưng cái gì tới cũng sẽ tới thôi. Toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt. 12. Movie Cooler Báo Thù, Cooler Revenge. Ở ngoài không gian xa xôi, con tàu vũ trụ của Cooler phát hiện ra tàu cá nhân của thằng lõi Goku đang bay về phía trái đất. Gã anh trai của Frieza này đã ngăn không cho đàn em mình phá hủy nó. Không biết rằng, nó chính là thằng sẽ giết cả lò nhà mình và tạo ra thế hệ Super Saiyan siêu cấp vô địch vào sau này. Chà, đúng là tự tay bóp chim mà. Nhiều năm sau đó, và sau khoảng thời gian trên tương lai xuất hiện của dòng thời gian chính, thì ở thế giới song song hành tinh xa xôi nọ, thằng anh Cooler phát hiện ra thằng em trai mình đã chết. Anh ta giận lắm, không phải giận vì cái chết của thằng em mình đâu, thằng đã chết cụ nó đi cũng được. Nhưng cái chết đó làm ảnh hưởng đến danh dự gia tộc nhà mình vải trưởng. Tại sao lại chết dưới tay một thằng Saiyan cùi bắp kia chứ, nhục nhã không để đâu cho hết. Thế là anh điều quân đi sang lớp mặt bằng trái đất, xong phân lô bán nền luôn. Cái kết thế nào các bạn tự đoán. Chà, chắc cũng không cần tốn quá nhiều não để mà đoán đâu. 13. Movie Cooler trở lại, The Return of Cooler. Thằng Cooler tí thì chết ở phim trước, đã tái hòa nhập với một hành tinh kim loại. Bản thân hắn đã trở thành cái hành tinh đó, thậm chí còn có khả năng bắt người và sản xuất robot sao chép với năng lực cực mạnh của người mà hắn hấp thu. Lần này, nguyên cái hành tinh đã bắt đầu xâm nhập và hấp thu hành tinh New Namis. Thượng đế Dendi đã cảm nhận được điều đó, nên yêu cầu cả đống thằng trái đất đi đến để giải cứu ngay. Trong khi đó ở Namis, chúng đã đẻ nguyên một đội quân Mentor Cooler. Thằng nào thằng đấy mạnh như cái bản gốc. Thậm chí chúng còn bắt được Vegeta và Goku rồi nhét hai thằng này vào máy để tạo ra các phiên bản Mentor Super Saiyan. Kỳ này vũ trụ lâm nguy thiệt rồi. 14. Movie Siêu Robot số 13, Super Android 13. Ở một cái thế giới song song, khi bọn Android 17, 18 đã được thả ra và Goku cũng không có ăn bún riêu bị đau bụng gì cả. Sau cái chết của tiến sĩ Giro dưới tay của Android 17, thì siêu máy tính của tiến sĩ và âm thầm hoạt động trên 3 con robot Android số 13, Android số 14 và Android số 15. Chúng được kết hoạt và điên cuồng tìm giết Goku như mệnh lệnh ban đầu. Họ đã thẳng tay hại dân thường để làm điều đó. Goku cũng chưa xuất hiện, dù chúng ra chỗ vắng người rồi bắt đầu đấm vào mồm nhau. Vegeta cũng đã xuất hiện để chiến. Thế là 3 solo với 3. Bọn Android quá mạnh nhưng chưa đủ mạnh quá, vậy nên ba thằng hợp lại với nhau trở thành siêu Android số 13 hùng bá thiên hạ, đánh cho ba thằng người Saiyan không còn ra cái hệ thống cống rãnh gì nữa. 15. Movie CCL huyền thoại Broly, The Legendary Super Saiyan. Sự kiện này diễn ra trước trận đấu cuối cùng với Xe Bỏ Hung, tất nhiên là ở một thế giới khác. Ông Faragut cùng một nhóm binh lính Saiyan sống sót đã đến trái đất. Ông ta mời Vegeta lên làm vua của một hành tinh mang tên là New Vegeta. Vegeta từ chối, nhưng cũng đã bị kích hoạt bản ngã khi Faragut nói có một Super Saiyan huyền thoại đã phá hủy hoàn toàn thiên hà phía nam. Chú tuổi gì mà đòi chơi nó, ngon quá mà giết. Thế là Vegeta ok con dê đòi tìm chơi nó ngay. Cuối cùng mọi chuyện dần hé lộ khi Siêu Saiyan huyền thoại đó chính là thằng Broly gầy như que nhang, con trai của Faragut. Nó đã hiện hình thành thằng khổng lồ ra đấm thằng Son Goku ngay lần đầu gặp mặt. Vì hồi nhỏ hai thằng nằm gần lòng ấp của nhau, mà thằng Goku khóc dữ quá, làm hắn ta không ngủ được trong suốt 10 ngày liền. Chó thế chứ lì,
Sức mạnh của Broly khiến cho hoàng tử Saiyan bùng rũng tay chân đứng không còn vững, chứ nói gì tới đánh với cả đấm. 16. Movie Bojack thoát khỏi trái buộc, Bojack Unbound. Dòng thời gian của phim này diễn ra khoảng vài tháng sau thất bại của Sim Bỏ Hung và sự trở lại của Chen, khi anh ta khoe mẽ rằng mình đã giết sạch bọn Android trong tương lai. Và một ngày năm xưa đó, Bojack vì có quá nhiều hành động hèn hạ nên đã bị các thần vũ trụ phong ấn trong trái tim của một ngôi sao. Nhưng nhờ vào Goku vô tình giúp đỡ nên hắn đã thoát được. Hắn phải quay lại trả thù rồi tiếp tục giấc mơ đời mình, đó là chinh phục toàn bộ vũ trụ. Hắn cùng các đàn em của mình âm thầm giết các chiến binh thiên hà, rồi âm thầm tham dự đại hội võ thuật thiên hà được tổ chức ở trái đất. Chúng dễ dàng đánh bật được các Super Saiyan trên trái đất, trong khi Son Goku vẫn đang chết lang thang khắp nơi cùng thần vũ trụ. Goku sẽ dùng một bí kỹ cực kỳ xịn sò để cứu tất cả khỏi trường hợp Bidat này. 17. Movie Broly trở lại, Broly Second Coming. Broly đại bại dưới tay của Goku trên hành tinh New Vegeta. Anh ta may mắn còn sống, trốn thoát bằng một cái tàu cá nhân Saiyan, rồi hạ cánh xuống trái đất. Lúc này anh ta bị thương nặng bò ra ngoài, rồi bị nước tràn qua, sau đó đóng băng luôn thành một cục ở nơi này. 7 năm sau, Chen, Goten, Biden đi tìm Ngọc Rồng chơi cho vui, lại ngang qua cái khu này. Ở đây Biden hung bạo tát vào mõm thằng Goten một cái, khiến thằng nhỏ khóc toáng lên. Tiếng khóc này vô tình sao, giống tiếng khóc của Goku lúc bé, khiến cho Broly bất tỉnh dưới lớp băng cảm thấy ngứa tai ghê gớm. Anh ta đã tỉnh lại và bắt đầu đập cho tụi nhỏ ra bã. Không ai có thể chống lại được Broly cả, bao gồm cả những thằng siêu Saiyan người lớn, huống hồ là Saiyan con nít. Lần này Goku đang đuổi lại ở trên thiên đàng. Nhưng không sao các bạn ạ, nhờ vào một cơ duyên đặc biệt khác, Goku lại có thể ra độc chiêu, khiến Broly bị đánh chết tươi dưới ánh nắng mặt trời. 18. Movie Broly sinh học, Bio Broly. Đây là khoảng thời gian sau cuộc đấu võ đài lần thứ 25. Ông Satan vẫn chưa trả tiền cho Android số 18 vì cô đã giả vờ thua cho cuộc đấu. Vì vậy cô bắt đầu đập phá cái nhà của ông ra. Sau đó, ông Satan được các nhà khoa học mời đến một hòn đảo để solo với các quái vật sinh học cùng với một đám người đi kẻ nữa. Ở đây Goten và Chen đã phát hiện ra một con quái vật và họ nhận ra ngay đó chính là Broly. Thì ra tên linh mục của ngôi làng kia đã bán máu của Broly cho những nhà khoa học này để tạo ra phiên bản khác của hắn. Tên Broly này không chỉ có sức mạnh cực độ mà còn có thể tan chảy cơ thể hấp thu những thứ xung quanh. Càng hấp thu lại càng mạnh mẽ, đánh cho bọn Saiyan không thấy đường để mà về nhà. Quả này có thêm 3 thằng Goku cũng không độ nổi. 19. Movie dung hợp tái sinh, Fusion Reborn. Bộ phim này bắt đầu bằng việc Goku tham gia một đại hội võ thuật dưới âm phủ. Thằng yêu tinh trẻ trâu canh giữ máy làm sạch linh hồn thì bằng nghe nhạc HKT nên cái máy bị sốc rồi vỡ tung. Các năng lượng tà ác này chùm với yêu tinh trẻ biến thành một con quái vật khổng lồ mang tên là Janemba. Thằng quỷ Janemba đó liền đặt rào chặn xung quanh trạm thông hành của địa phủ, khiến cho Diêm Vương bị nhốt lại một cục. Các linh hồn của địa ngục không ai quản lý bắt đầu đi lang thang tự do, thậm chí còn lên tới dương gian nơi loài người đang sống. Cả Frieza cũng trồi lên, kéo theo đám âm binh nhà mình đánh chiếm trái đất. Goku đánh với Janemba, nhưng con quái vật khổng lồ này có thể chế tạo bản sao hoàn hảo của cậu, thậm chí còn mạnh hơn, khiến Goku không thể giành được chiến thắng. 20. OVA 1, kế hoạch xóa sổ người Saiyan, Plan to Eradicate the Saiyans. Quãng thời gian cho phim này là khoảng 10 ngày trước khi xảy ra sự kiện trò chơi của Cell, nhưng cóc có thằng Cell nào ở đây cả. Và một ngày năm xưa hồi đó đó, người Saiyan đã xóa sổ hành tinh Tupo, đánh cắp công nghệ của cư dân ở đó, rồi còn bô léo đổi tên thành hành tinh Vegeta. Ông tiến sĩ Lai Chi đã may mắn trốn thoát, rồi núp ở một hành tinh nằm cuối rìa vũ trụ. Ước mơ cháy bỏng hiện tại của ông là tiêu diệt đến thằng Saiyan cuối cùng. Đấy, ông đã biết chúng ở trái đất nên quyết định đốt cái trái đất luôn cho tụi mày chết. Ông đã cài những bộ máy phóng khí hủy diệt ở đấy. Các chiến binh đã phá hủy những cỗ máy ở đó, nhưng không thể xuyên thủng một hàng rào bất hoại. Sau đó bọn Frieza, Cooler, Luxlook, Tuto hiện hình như cương thi đánh họ như chó. Chúng lại bất tử nữa mới cay. Đấy là ông tiến sĩ còn chưa thèm xài con robot siêu cấp vô địch chuyên săn đầu bọn Saiyan mang tên là Hachiya nữa. 21. OVA 2, Lifestyle of Son Goku và những người bạn, Dragon Ball, The Return of Son Goku and Friends. Sự kiện này được diễn ra vào 2 năm sau khi tiêu diệt thằng Bư em bé.
Vào ngày đó, ông Satan mời cả đám đến ăn mừng cho chiến công ông đã tiêu diệt Ma Bư vào 2 năm trước. Mọi người đang ăn thì có hai quả phi thuyền cá nhân của bọn thằng Saya đáp xuống đất. Thì ra đó chính là thằng Tapple, em trai của Vegeta kèm theo con vợ nhìn như con búp bê của thằng giả. Hai đứa này ban nay tụi này giúp đỡ vì hành tinh của chúng bị hai thằng lùn xâm lăng. Hai thằng này lại là đàn em của chú tể Frieza năm xưa nữa mới khiếp chứ. Vậy là cả nuôi thằng Saya, thằng nào cũng muốn được đánh, không thằng nào nhường thằng nào. Chà, đối thủ chỉ là hai thằng lùn khá cao, chung ít lại còn yếu nữa. Chết tiệt, thật là tội nghiệp quá đi. Không cần chờ tụi kia đến thì hai thằng Avocado đã đến trái đất ngay cái lò kiến lửa luôn. Vậy là một cuộc hỗn chiến giữa những thằng Saya đánh nhau máu chảy đầu rơi để giành được phần đánh với hai thằng lùn tội nghiệp này. Rốt cuộc phải cắt hai thằng con nít ra đánh xem con thằng nào mạnh hơn. 22. Ova 3. Câu chuyện về Bardock. Episode Bardock. Bộ phim này được xem như là phần tiếp theo của tập phim mà Bay đã giới thiệu hôm trước, Bardock, cha đẻ của Goku. Sự kiện phim này là ngay sau khi Frieza hủy diệt hành tinh Vegeta. Nhưng thần kỳ làm sao Bardock lại không chết. Anh ta bị xuyên không về quá khứ 1000 năm về trước. Ở đây anh sống cô lập một mình với mấy thằng ngoài hành tinh hiền như cọng bùn. Và một ngày nọ, thằng Chiller tổ tiên của Frieza đến đánh phá. Vậy là Bardock ra mặt đi quýnh nhau. Quánh một hồi thấy hỏng lại, anh tức khí hóa thành Super Saiyan đầu tiên của thế giới, đánh cho Chiller không ra cái hệ thống cống rãnh gì cả. Gã Chiller từ đó về sau suy sụp tinh thần, dặn con cháu mình rằng nên né mấy cái thằng siêu Saiyan đồ ra. Cũng vì cái lời đồn đó nên Frieza đã quyết định tiêu diệt cả hành tinh Vegeta để diệt trừ hậu hoạn. Chà, nếu như Frieza không cho nổ hành tinh Vegeta thì Bardock sẽ không về quá khứ, cũng sẽ không có siêu Saiyan. Mà không có siêu Saiyan thì chẳng ai dặn dò về điều này để mà Frieza phải cho nổ hành tinh Vegeta. 23. Bản TV Special Dragon Ball Z, câu chuyện của trên tương lai, The History of Trần. Bộ phim này nói về cuộc sống của trên tương lai khi thế giới tương lai đã bị lũ robot bao vây hoàn toàn. Trên đời này không ai có thể đánh lại bộ đôi Android 17 và 18 cả. Ở thế giới này, Gohan bị đánh cho thành dương quái cục tay. Cậu ta huấn luyện cho Trên trở thành người bảo vệ thế giới sau này. Nhưng thằng Trên kiểu gì cũng không thể hóa là siêu Saiyan được. Rốt cuộc, Gohan đã bị đám Android đánh chết tươi. Trên phẫn nộ hóa lên siêu Saiyan và cái kết vẫn bị đánh cho tím người. Máy sao mẹ cậu ta chế được cái máy quay về quá khứ và dẫn đến cốt truyện như chúng ta đã thấy trong The Dragon Ball Z. 24. Movie Cơn Thịnh Nộ của Rồng, Wrath of the Dragons. Câu chuyện này thuộc bối cảnh Ma Bư thất trận và Hòa Bình đã trở lại với trái đất. Hồi chiến binh Rồng bị dù mở một chiến hộp phong ấn một chiến binh cổ xưa. Bản thân cơ thể người chiến binh đó cũng phong ấn một nửa con quái vật cổ đại tàn phá thế giới. Bao nhiêu người anh hùng Sisian cũng khó lòng chống được nửa cái thân dưới con quái vật này. Đằng này trong phim có cả hai nửa con quái vật đều được thao ấn và bắt đầu hợp lại thành một tàn phá muôn nơi. Liệu ai mới đủ sức để chống lại con quệ đó bây giờ? Ở trong tập này thì Trên cũng được tặng thanh kiếm của chiến binh Tapions. Thanh thanh kiếm chém cha con nhà Frieza mà chúng ta đã thấy khi họ bị Trên tương lai tiêu diệt. 25. Movie Cuộc Chiến Của Những Vị Thần, Battle of Gods. Sự kiện này diễn ra 4 năm sau khi tiêu diệt Ma Bư, cũng xảy ra ngay sau movie Goku và Những Người Bạn. Movie này các bạn sẽ thấy rất là quen vì nó có ở trong phần đầu của The Dragon Ball Super. Tuy nhiên rất nhiều tình tiết bên trong nó khác hoàn toàn đấy, vì nó là movie kia mà, giống hệt chiếu rạp ai mà coi. Phần chuyện này nói về sự thức giấc của thằng hủy diệt Beerus đe dọa đến sự tồn tại của nhiều hành tinh. Ông ta có một cơn ác mộng về kẻ có thể hạ gục mình, một Super Saiyan. Thế là ông ta đi tìm sự tồn tại của những thằng Saiyan còn sống. Rốt cuộc ở phần này toàn bộ lũ Saiyan đều bị ông đánh như chó ghẻ. Ngay cả Goku hóa lên Super Saiyan 3 cũng không là cái nùi dẻ gì cả. Cực chẳng đã đám người Saiyan đã tìm cách cho Goku có thể hóa lên Super Saiyan thần thánh tóc đỏ. Tuy nhiên cũng chẳng là cái đinh rỉ gì, phải chịu cho ông thần hủy diệt phá nát trái đất mà thôi. 26. Movie Sự Phục Sinh Của F, Resurrection F. Tầm hơn nửa năm sau, khi Goku có thể hóa thần, Frieza đã được đàn em hồi sinh cho. Với nỗi giận phục hận, hắn ta luyện tập cho 4 tháng để đạt được trạng thái mới của mình. Sau đó, Frieza kéo quân đến trái đất tàn sát gà chó không tha thứ gì, buộc đồ rồng phải lao ra làm tấm khiên chống đỡ cho trái đất.
tình thế càng lúc càng khó ăn khi đàn em cùi bắp của Frieza có thể đánh cho Shishian Gohan không còn ra cái thể thống gì cả. Còn hai thằng mạnh nhất quả đất là Goku và Vegeta thì lại đang luyện tập chỗ Whis, thiên thần dày vỏ của thần hủy diệt Beerus. May mắn sao, người trái đất đã báo tin kịp cho hai người họ về chống lại Frieza. Nhưng ôi thôi rồi, trạng thái thần của Goku không là gì với trạng thái vàng khè mới nhất của Frieza cả. Bị hắn đánh cho toe còi. 27. Bộ phim Dragon Ball Super. Đây là phần quen thuộc với rất nhiều bạn trong hiện tại. Sự kiện này diễn ra 4 năm sau sự thất bại của Majin Buu. Nó bao gồm cả hai movie bay vừa nhắc, nhưng tình tiết diễn ra thì khác hẳn. Ở phần này, mọi chuyện vẫn thuộc mô típ tiên hiệp với sức mạnh các nhân vật đều hủy thiên diệt địa. Nhưng nó chẳng thấm gì với trái đất nữa. Quả sức cha lì rồi, trái đất đã bền hơn vô hạn lần khi đám Saiyan huyền thoại phá vỡ vũ trụ không làm sức mẹ nó nhiều nữa. Không đau vì quá đau. Cốt truyện lần này dẫn đến những thứ hư ảo siêu cấp vũ trụ vì cấp thường không thể chống lại những nhân vật của chúng ta được nữa. Lần lượt chúng ta sẽ được dẫn qua các thế giới song song với thế giới hiện tại, được gặp những kẻ đứng đầu vũ trụ, rồi những kẻ đứng đầu cả đa vũ trụ tham gia các cuộc chiến thiên hà đa vũ trụ. Và còn kéo rất dài về sau này, đến cái gì thì bay cũng không dám tưởng tượng thêm. Vì có lẽ đa vũ trụ chỉ là một thế giới nhỏ trong cái bao trùm mà tác giả còn chưa tiết lộ hết mà thôi. 28. Movie Broly. Broly. Đây là sự kiện xảy ra ngay sau giải đấu sức mạnh. Phần đầu phim vẫn kể về diễn biến hành tinh Saiya bị Frieza nghi ngờ và phá hủy như thế nào, Goku đã may mắn trốn thoát ra sao, và Broly đã bị đuổi đi sống với cha ở hành tinh Vanpa hoang sơ ngoài rìa vũ trụ. Trong đầu ông Faragut, cha của Broly chỉ nuôi một quyết tâm là trả thù King Vegeta. Cứ vậy mà luyện võ cho thằng nhỏ con mình từ bé đến lớn. Về sau này, trong một cơ duyên, họ đã gặp được đội quân Frieza, rồi đi theo dưới chướng chúng tấn công trái đất. Một mình Broly đã có thể cân được hai thằng cấp thần là Vegeta cùng Son Goku. Cuối cùng cũng đã lộ ra rằng Broly chính là một Shishian huyền thoại đánh hai thằng cấp siêu thần như đánh mấy cái mền rách. Ngay cả Frieza hoàng kim cũng chẳng khác gì đống cứt chó vàng. 29. Movie siêu anh hùng Super Hero. Thời điểm trong phim là bé 33 tuổi. Vậy là trước lúc Goku gặp Ubercom trong đại hội võ thuật tập cuối Dragon Ball chỉ một năm duy nhất. Bộ phim này sẽ được chiếu vào tháng 4 2022 ở Nhật Bản. Còn Việt Nam thì hiếm mớ đi các bạn. Bộ phim này nói về sự trở lại của đám Ri băng đỏ. Chúng đã chế tạo những con Android Alpha Beta mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Tuy nhiên có bằng cấp với thần không thì bay không dám chắc. Chắc cũng vì vậy nên hai thằng Son Goku cùng Vegeta đã bị đạo diễn nhốt chung với thằng Broly ở thánh địa của thần hủy diệt Beerus, để lại đất diện cho Piccolo với hình dạng mới và Gohan combat với bộ đồng phục ma vương Piccolo. Có vẻ như người thân của anh đã bị đám Ri băng đỏ uy hiếp. Liệu tập này có đột phá những dạng biến hình mới dành cho Gohan và Piccolo không nào? 31. Bản TV Special trận đấu tối thượng đa vũ trụ Son Goku đấm vào mỏm Jiren. This is the ultimate battle in all the universes. Ở phần này bao gồm những chi tiết diễn ra ở tập 109 và 110 của bộ phim Dragon Ball Super. Nội dung gần giống hệt từ lúc Goku đánh nhau với Ribarius, rồi sau đó là chiến với Jiren. Cơ mà chẳng có một cơ hội nào để mà đấm Jiren cả. Rốt cuộc cậu ta phải dùng đến độc chiêu tối thượng quả cầu khinh khi của mình. Dù rằng bản này sao chép gần như toàn bộ phim, nhưng vẫn có khá khá những điểm đặc biệt độc quyền mà chỉ phiên bản này mới có được. Các bạn xem phim trên web không bao giờ thấy. 31. Hàng đống anh hùng Dragon Ball Heroes. Đây là một bộ phim được mua về và tạo thành kịch bản nhằm quảng cáo cho game Dragon Ball Heroes. Ngoài ra còn sản xuất thẻ bán kèm để lấy nhân vật, các phiên bản game cùng truyện tranh và những thứ ăn theo khác nữa. Không ngờ bộ phim lại đạt được thành công quá sức mong đợi, tiền vào như nước dù rằng các trận chiến và sức mạnh nhân vật ở trong phim đều vô cùng hư ảo. Câu chuyện ở đây bắt đầu sau giải đấu sức mạnh. Goku, Vegeta và Mai được thông báo rằng trên tương lai đang bị nhốt tại hành tinh ngục tù dưới sự kiểm soát của Cooler, anh cha Frieza. Dần dần mọi chuyện được tiết lộ với các âm mưu to lớn hơn hiện ra. Có một thằng tên là Hus muốn tiêu diệt hai chúa tể đa vũ trụ, đó chính là Gino và Gino tương lai. 32. Dragon Ball GT, hay còn gọi là Dragon Ball Grand Tour, là bộ phim thứ ba của loạt phim Dragon Ball được sản xuất bởi Toei Animation và không hề có manga như những bản kia.
Sự kiện chiếu phim diễn ra vào 15 năm sau khi Buu bị tiêu diệt. Tầm 10 năm sau sự kiện Dragon Ball Super, nhưng rõ ràng là khác thế giới, nếu các nhân vật ở đây không biết gì về các trạng thái thần hay bản năng vô cực. Cả câu chuyện được nối liền với những con rồng như rồng đỏ của Thượng Đế trước khi tách ra hai bản tốt xấu, rồi rồng hút xì gàng trái ngược với rồng trái đất hiền lành. Những cuộc phiêu lưu diễn ra với những màn đấu võ công xem có vẻ rất logic, mặc dù nó cũng ảo ma Canada thật. Bộ phim đánh dấu sự xuất hiện của Super Saiyan 4 cũng như là một cái kết hoàn toàn của bộ truyện này khi nó kéo dài đến hàng mấy chục năm sau truyện. Mẹ Pan giờ đây đã già ngắt, có cháu nội và Goku cũng đã đi lang thang rồi chết ở đâu mà không ai biết. Về cuối phim, anh xuất hiện với hình dáng trẻ măng của mình. Có lẽ Goku đã trở thành một vị thần hoặc ở trong ký ức của mọi người mà thôi. 33. TV Special Dragon Ball GT Di sản anh hùng A Hero Legacy. Đây là chương trình TV đặc biệt lấy bối cảnh của tập cuối cùng Dragon Ball GT, tức là 100 năm sau sự kiện 7 con rồng bóng tối. Lúc này bé Pan đã hơn 100 tuổi, có thằng cháu cha tên là Goku Jia, hiền lành yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt. Quá buồn phiền về thằng cháu phế vật của mình, bà Pan nằm lăn ra đổ bệnh. Goku Jia tự trách mình, sẵn nghe một truyền thuyết về Ngọc Rồng nên đã lên đường tìm Ngọc chữa bệnh cho bà. Cuối hành trình đó, cậu bé đã dũng cảm lên, rồi gặp được Goku tổ tiên của mình. Nhưng rồi đó chỉ là một bóng hình mãi mãi tan biến trong không gian. Tạm biệt Goku. Ayo, video đã kết thúc tại đây rồi. Nếu các bạn sưu tập đồ anime mọi chủ đề, đừng quên ghé My Store tại Shopee, Lazada, Facebook trong mô tả nha. Bay vừa bán chuỗi cửa hàng cũng vừa là một người sưu tập đủ thứ. Hãy xem review tại kênh Bay Store. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye!